Trấn Thành bị réo tên vào drama Hạ Linh, Lê Phương tung bằng chứng vạch mặt chiến thần lươn lẹo. Thông báo dừng làm các nội dung review quán ăn, tiếp tục làm nội dung mỹ phẩm của chiến thần top top Võ Hà Linh đang thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng, trong đó Trấn Thành bất ngờ bị réo tên vào ồn ào của nữ YouTuber vì lý do không ngờ. Kết thúc loạt ồn ào xoay quanh livestream bán dầu gội giá 18k, Võ Hà Linh lại tiếp tục chịu sự công kích của công chúng mạng về những clip review quán ăn mang tính cảm quan gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhiều cơ sở. Trước hàng loạt drama ập tới, mới đây Hà Linh đã chính thức lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẽ dừng các nội dung review quán ăn và chỉ tập trung vào mảng mỹ phẩm như trước đây. Chia sẻ trong clip, Võ Hà Linh cho biết mỹ phẩm là lĩnh vực mà cô mong muốn theo đuổi về lâu dài, còn review quán ăn chỉ là làm thêm do trong quá trình review sản phẩm cần đợi thêm thời gian trải nghiệm. Cô cũng cho biết bản thân sẽ ghi nhận đóng góp phản hồi của khán giả để hoàn thiện kênh cũng như chú ý hơn đến biểu cảm, tông giọng khi review để không tạo cảm giác khó chịu cho người xem. Ngay lập tức, động thái này của Võ Hà Linh đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Clip xin lỗi đăng tải lên TikTok của Võ Hà Linh nhanh chóng nhận về hơn 1,6 triệu lượt xem và hơn 11,2 nghìn lượt bình luận trong vòng 1 giờ đồng hồ. Trước tuyên bố của Võ Hà Linh về định hướng công việc trong tương lai, dân mạng chia làm hai hướng, người ủng hộ, người lại phản ứng vô cùng gay gắt. Một bộ phận khán giả cho rằng quyết định dừng review quán ăn của Võ Hà Linh là đúng đắn và nên làm, có người cho rằng đặc trưng món ăn mỗi vùng là khác nhau, reviewer không thể dựa vào sở thích cá nhân mà nhận xét khắt khe, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của quán. Bên cạnh đồng tình với quyết định dừng review quán ăn, nhiều người ủng hộ thái độ ăn năn hối cải, biết quay đầu của Võ Hà Linh khi lên tiếng xin lỗi và sửa sai sau loạt ồn ào. Ngoài ra, có một lực lượng đông đảo bình luận gay gắt cho rằng lời xin lỗi của Võ Hà Linh là quá muộn màng vì các video chê đồ ăn cô làm trước đó đã đạp đổ chén cơm của rất nhiều người. Phần đông mọi người đều chỉ trích nữ blogger này vì những nội dung review đồ ăn cảm tính, không có chuyên môn, thậm chí là câu view trước đó, trong số đó có Hoa hậu Phương Lê. Trên trang cá nhân, Phương Lê đăng đàn vạch mặt Hà Linh, tố nữ chiến thần diễn sâu, lươn lẹo giống với trường hợp của bà nhân vlog diễn sâu khi tiêm thuốc kích trứng cách đây chưa lâu. Cụ thể, Phương Lê đăng tải đoạn clip Hà Linh ăn ba khía, cô liên tục chê hôi, tỏ ra khó chịu, nôn ói khi món ăn để gần mình, thậm chí Hà Linh khẳng định mình sẽ không ăn lại món này kể cả trộn gỏi cũng không ăn. Tuy nhiên, ở một clip khác, cô nàng lại khen lấy khen để món gỏi ba khía của hiện tượng mạng Ti Thi. Đa phần sau khi xem đoạn clip tổng hợp trên, cư dân mạng đều cho rằng Hà Linh diễn sâu, lươn lẹo. Về đoạn clip xin lỗi của Hà Linh, Phương Lê đề nghị nữ YouTuber nên đến từng quán ăn mà mình review xin lỗi, ngu dốt cộng với ngáo quyền lực sẽ thành ra phá hoại, đến mức độ mà người ta đi dán hình cấm vô không biết nhục hay sao? Mình làm cái chuyện anh hùng quá mà người ta dán hình mình trước cửa rồi mình tự hào chuyện đó hay sao? Xin lỗi kiểu đó là không chân thành, em nên đi gặp và xin lỗi trực tiếp từng người đã bị em đạp đổ chén cơm chứ không phải quay một cái video là xong. Lúc người ta tố em dãy đành đạch, chùm màn hình email đăng đàn các kiểu, lộ cả thông tin bảo mật của người ta. Còn lúc xin lỗi chỉ một cái video thôi là đủ à, một lần là chừa nha em. Đừng bao giờ dùng cảm nhận cá nhân của mình để phán xét công việc mà người ta dành tâm huyết để xây dựng, đặc biệt là đặc sản vùng miền. Hãy rút cho mình bài học đi vào vũ trụ này. Không chỉ có Phương Lê gia nhập drama Hà Linh mà Trấn Thành cũng bất ngờ cũng bị réo tên khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, ngay sau lời tuyên bố ngừng review đồ ăn, rất đông khán giả cầu mong Trấn Thành nối gót nữ chiến thần tuyên bố ngừng khóc. Mừng quá, chị Hà Linh đã ngừng review quán ăn, giờ mong anh Trấn Thành cũng ngừng đổ lệ nữa là trọn vẹn, một dân mạng bình luận.